Chào tất cả các bác. Hiện nay tôi đang có mặt tại bản Lốc Há của xã Nhi Sơn. Bây giờ đã là 17 giờ 30 phút rồi, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2019. Và đây là cái điểm sạt lở cũng tương đối lớn. Bao nhiêu là khối đất đá từ trên đồi xuống. Và ở phía ta luy trên kia thì đang đứt các cái mạch. Và tối nay nếu mà trời không ngớt mưa mà cứ liên tục như thế này thì tối nay cả đống kia xuống nữa. Và sẽ còn tắt đường dài dài ở trên Mường Lát của chúng ta. Bao nhiêu là khối đất đá. Cột thì đã bị chôn ở ngay dưới đây rồi. Trời thì vẫn đang tiếp tục mưa các bác ạ. Đã là 17 giờ 31 rồi. Cái điểm sạt lở này tương đối rộng các bác ạ. Phải tầm hơn 100 mét. Cái cọc tiêu thì ở trên đây. Này các bác xem. Nước thì vẫn đang ấy, mưa. Cây cối thì đã đổ trên quốc lộ 15C. Điểm bản Lốc Há.